khu đô thị Saler Đại Quang Minh, quận 2, tọa lạc tại số 10 Mai Chí Thọ, phường An Lợi Đông, quận 2, nằm ngay giao lộ hai trục đường quan trọng nhất khu đô thị mới Thủ Thiêm là đại lộ Mai Chí Thọ và trục đường Bắc Nam. Dự án: cách hầm Thủ Thiêm 550m, cách trung tâm tài chính Thủ Thiêm 1 km, phía tây bắc giáp các lô 54, 55 và một phần đại lộ Mai Chí Thọ, phía đông giáp công viên ven rạch Cá Chê 2, phía tây giáp khu lâm viên sinh thái phía nam, phía đông nam giáp khu lâm viên sinh thái phía nam. Tiện ích vượt trội khu Saler. Bắt đầu khởi công xây dựng từ cuối tháng 4 năm 2013, đến nay, khu đô thị Saler Thủ Thiêm đã hoàn thiện sơ bộ cơ sở hạ tầng, cũng như hoàn thiện khu 2 trong giai đoạn 1 gồm 177 căn biệt thự, 116 căn nhà phố, 759 căn hộ và các tiện ích chung, trường học quốc tế, công viên trung tâm, công viên rạch Cá Chê, siêu thị, hồ bơi, sân tennis. Hiện trạng xây dựng khu Saler. Dự án được đầu tư xây dựng bởi công ty CPDT Địa ốc Đại Quang Minh. Chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý dự án là các công ty Serbaner, Ong và Ong, Hồ Thiệu Trị. Dự án có tổng diện tích 257 ha, bao gồm diện tích xây dựng nhà ở chiếm 144.143 m², diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng, trường học, văn hóa, công viên, cây xanh, mặt nước, đường giao thông chiếm 227.382 m². Cảnh quan xanh mang đến một môi trường sống trong lành thuần khiết, từ 150 ha sinh thái tự nhiên vùng châu thổ phía nam và hơn 1 km sông Sài Gòn rộng lớn, cùng 15,77 ha diện tích các công viên nội khu, cùng các tuyến phố dợp cây xanh đến vườn treo, tầng thượng khu căn hộ cao cấp. Xuyên suốt quá trình quy hoạch xây dựng, mỗi thiết kế Saler đều dựa trên nền tảng cuộc sống chan hòa với thiên nhiên, mang đến tiêu chuẩn môi trường sống trong lành cao nhất cho cư dân.